Xin tất cả kính chào quý khán giả đang đến với chương trình tin tức cuối ngày hôm nay của Hồng Việt TV với Trương Minh và Julie. Sau đây Julie sẽ mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Thống đốc California Newsom ký xác lệnh cấm tăng giá sữa công thức trẻ em. Thống đốc Newsom dự ký một xác lệnh cấm tăng giá sữa công thức trẻ em đến cuối tháng 8, trong khi thiếu hụt ảnh hưởng đến các gia đình ở California và trên toàn quốc. Theo xác lệnh có hiệu lực từ thứ Ba, các nhà bán lẻ không được phép bán sữa với giá cao hơn 10% so với giá của ngày 17 tháng 2. Theo văn phòng Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Rob Bonta, người vi phạm sẽ bị truy tố với án phạt lên đến $1,000 hoặc 6 tháng tù. Người vi phạm cũng bị phạt dân sự đến $2,500 cho một vi phạm. Ông Bonta nói rằng trong khi các gia đình California tìm cách mua sữa cho con nhỏ của họ, điều họ lo ngại là những kẻ xấu lợi dụng tình hình tăng giá sữa để thu lợi bất chính. Xác lệnh có một số ngoại lệ, nhưng nếu nhà bán lẻ có thể chứng minh tăng giá liên quan trực tiếp đến chi phí từ nhà cung cấp, nguồn sữa công thức trẻ em thiếu hụt trong những tuần lễ gần đây do vì vấn đề chuỗi cung ứng cho công ty Abbott gần đây thu hồi sữa công thức khiến cho nhà máy của công ty phải đóng cửa. Nhà máy của Abbott đã mở cửa lại và chuẩn bị đưa lô sữa công thức mới đến người tiêu dùng cuối tháng này. Trong lúc thiếu hụt, chính quyền liên bang nhập cảng sữa từ ngoại quốc. Xác lệnh của ông Newsom có hiệu lực đến ngày 31 tháng 8. Ông Bonta kêu gọi người tiêu dùng nghi ngờ tăng giá hãy nộp đơn khiếu nại lên văn phòng bộ trưởng qua trang web https://oag.ca.gov hoặc liên lạc với cơ quan địa phương. Arizona xử tử kẻ giết chết bé gái 8 tuổi năm 1984. Một tù nhân tại Arizona bị kết tội trong vụ sát hại một bé gái 8 tuổi năm 1984, vừa bị xử tử vào hôm thứ Tư, là cuộc xử tử thứ nhì của tiểu bang kể từ khi giới chức bắt đầu thi hành án tử hình trong tháng 5 sau gần 8 năm tạm ngừng. Bộ trưởng Tư pháp Arizona là Mark Brnovich đã cho biết là ông Frank Atwood, 66 tuổi, bị chích thuốc độc tại nhà tù tiểu bang ở Florence vì tội giết chết bé Vicky Lynn Hoskinson. Bé Vicky mất tích sau khi ra khỏi nhà tại Tucson để bỏ thiệp sinh nhật vào thùng thư ở gần đó hồi tháng 9 năm 1984. Thi thể của em được tìm thấy trong sa mạc vào tháng 4 năm 1985. Tố cáo pháp viện mở đường cho cuộc xử tử ông Atwood vào sáng thứ Tư sau khi bác kháng cáo cuối cùng của luật sư. Hôm thứ Ba, thì Bộ Cải huấn tiểu bang cho phép ông Atwood gặp cố vấn tôn giáo. Trong những tuần gần đây, các thẩm phán bác đề nghị hoãn xử tử của các luật sư của ông Atwood. Trong những tuần cuối cùng, luật sư của ông không thành công khi đưa ra lý luận mới nhằm đảo ngược án tử hình của ông. Nhà chức trách cho hay ông Atwood bắt cóc bé Vicky. Thi thể em được tìm thấy trong sa mạc tại phía tây bắc của Tucson. Các chuyên gia không thể xác định được nguyên nhân của cái chết. Ông Atwood là tù nhân tại Arizona thứ nhì mà bị xử tử trong vòng chưa đầy một tháng. Bộ xử tử Clarence Dixon tháng trước kết thúc thời gian hoãn xử tử tại Arizona do khó mua được thuốc chích xử tử và những lời chỉ trích sau cuộc xử tử bất thành năm 2014. Hơn 600 người đa số Texas kêu gọi cải cách súng. Đã có hơn 600 người ủng hộ quyền súng, kể cả nhiều nhà tài trợ Cộng Hòa, kêu gọi Quốc hội thông qua các biện pháp quản lý súng. Theo sau vụ nổ súng hàng loạt ở Uvalde, Texas và những nơi khác ở Hoa Kỳ, một nhóm đa số là người dân Texas được tổ chức bởi Todd McLean, cựu lãnh đạo J.P. Morgan Chase, ký thư ngỏ ủng hộ mở rộng kiểm soát lý lịch khi mua súng thông qua luật cảnh báo đỏ để thu giữ súng của những người được xem là nguy hiểm cho bản thân họ hoặc công chúng, và nâng tuổi tối thiểu mua một số loại súng từ 18 lên 21 tuổi. Thư ngõ đăng quảng cáo toàn trang trên báo Sunday Dallas Morning News với 250 chữ ký, trong đó có chữ ký của Robert Rowling, là một tỷ phú sáng lập TRT Holdings, và tỷ phú dầu mỏ Ray Hunt, cả hai đều là các nhà tài trợ cao cấp của phía Cộng Hòa. Đến thứ Ba, hơn 600 chủ súng ở Texas và trên toàn quốc đã ký tên. Ông McLean cho hay ông nghĩ rằng toàn thể người dân Hoa Kỳ đều lo ngại về mức độ bạo lực súng đạn ở đất nước. Đối với nhóm này, ông mong muốn thúc đẩy dự luật để giải quyết vấn đề đó. Lập trường của các nhà tài trợ đánh dấu sự chuyển hướng khỏi quan điểm chính thống của phía Cộng Hòa về vấn đề súng.
Đảng Cộng Hòa hiếm khi ủng hộ bất kỳ giới hạn mới nào dậy xuống, mặc dù dân chúng Hoa Kỳ mạnh mẽ ủng hộ các biện pháp an toàn như kiểm soát lý lịch và kêu gọi cải cách sau cuộc thảm sát ở Texas, ở New York. Dân biểu Chris Jacobs bỏ cuộc chạy đua tái tranh cử vì áp lực từ các nhà hoạt động sau khi ông ủng hộ cấm súng trường kiểu tấn công theo sau vụ nổ súng hàng loạt tại Buffalo, New York, làm cho 10 người thiệt mạng. Hạ viện thông qua dự luật quản lý súng sau các vụ nổ súng hàng loạt tại New York và Texas. Hạ viện hôm thứ Tư thông qua dự luật siết chặt luật súng khi các nhà lập pháp tại lưỡng viện Quốc hội phản hồi hai vụ nổ súng hàng loạt tại New York và Texas mà làm chấn động đất nước. Dự luật được thông qua chủ yếu theo chính sách đảng với 223 phiếu ủng hộ, 204 phiếu chống. Theo sau cuộc tranh luận thì Hạ viện bỏ phiếu cho đạo luật bảo vệ con trẻ, gồm 8 dự luật quản lý súng đã được Ủy ban Tư pháp Hạ viện thông qua vào tuần trước. Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện diễn ra sau khi Ủy ban Giám sát và Cải cách nghe lời kể từ một học sinh lớp 4 sống sót sau vụ nổ súng tại trường tiểu học Ruff, cũng như từ những người mất người thân trong vụ nổ súng tại Uvalde, Texas và Buffalo, New York. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói, đây là cuộc tấn công vào văn hóa của đất nước chúng ta. Học sinh không thể đến trường mà không lo ngại về sự an toàn của các em. Như Tổng thống Kennedy đã nói thì trẻ em là nguồn lực lớn nhất, là hy vọng của chúng ta cho tương lai. Các em là kho báu quý giá, tất cả những gì chúng ta làm là vì trẻ em. Chúng ta phải ngăn chặn bạo lực súng đạn. Các lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện kêu gọi thành viên bỏ phiếu chống, lý luận đây là những dự luật bảo thủ mà bao gồm những đề nghị vi phạm về quyền theo tu chính án thứ nhì và cản trở đi khả năng bảo vệ bản thân. Bất chấp sự phản đối của bên phía Cộng hòa thì dự luật vẫn được Hạ viện thông qua, mặc dù có thể không được thông qua tại Thượng viện. Tuy nhiên, từ nghị sĩ Chris Murphy nói rằng dự luật của Hạ viện sẽ tăng áp lực lên Thượng viện phải làm việc đúng đắn hơn. Cựu Tổng thống Trump và hai người con đồng ý khai lời chứng trong cuộc điều tra dân sự ở New York. Cựu Tổng thống Donald J. Trump và hai người con gồm có Donald Trump Jr. và Ivanka Trump đồng ý khai lời chứng bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 trong cuộc điều tra dân sự của tiểu bang New York về hoạt động kinh doanh của cựu Tổng thống. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Letitia James đang điều tra xem Trump Organization có lừa dối các ngân hàng và cơ quan thuế hay không. Thỏa thuận khai lời chứng đạt được hơn 6 tháng sau khi bà James phát trát đòi gia đình ông Trump khai lời chứng. Tháng trước, một tòa phúc thẩm tiểu bang bác đề nghị của ông Trump nhằm tránh khai lời chứng trong cuộc điều tra của bà James. Ông Trump và hai người con lý luận khai lời chứng trong cuộc điều tra dân sự sẽ vi phạm quyền hiến định của họ, vì lời khai của họ có thể được sử dụng trong cuộc điều tra hình sự liên quan của công tố viên Alvin Bragg ở Manhattan. Trong một diễn biến khác, một thẩm phán tiểu bang New York hôm thứ Tư tuyên rằng ông Trump phải gửi cho bà James lời khai từ ban lãnh đạo Trump Organization về quy định lưu trữ hay tiêu hủy hồ sơ. Nhưng thẩm phán Arthur Agoron cho biết ông sẽ chưa bỏ lệnh coi thường ông ban hành cho ông Trump hồi tháng 4 vì không tuân thủ trát đòi từ Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang. Ông Trump cho rằng ông không có tài liệu nào liên quan đến cuộc điều tra. Tháng trước, ông Trump nộp phạt $110,000, một trong các điều kiện để bỏ lệnh coi thường. Bà James cho hay cuộc điều tra hơn 3 năm phát hiện bằng chứng Trump Organization thổi phồng giá trị bất động sản để vay tiền và khai giảm giá trị để được giảm thuế. Và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ. Sau vài phút thương mại sẽ là phần tin quốc tế.